Mấy ngày trước mình vừa mới làm một cái video về cái mẫu Aho B104, thì hôm nay là tiếp tục có khách gửi cho mình cái mẫu KB 7104 XD6. Thì ở video trước mình đã từng làm về cái con 7104 XD6 này rồi. Thì là cái con này nằm đây. Con này là bên này của mình ha. Còn cái này của khách, họ có dán này, mình chỉ gửi này đem về thôi. Nội dung video hôm nay chủ yếu là mình cập nhật là coi cái cách reset đó có còn phù hợp với cái thời điểm bây giờ là tháng 3 2022 nữa hay không. Tại vì mình qua cái vụ cái con TP-Link version mà 8.4 đó, thì mình cũng thấy bắt đầu công nghệ nó thay đổi. Nếu mà không cập nhật theo thời gian thì những cái video cũ bà con xem á sẽ không còn làm được nữa đâu. Nên chú ý là mình cập nhật theo tháng để cho chúng ta biết là những cái cách này còn làm được hay không thôi. Đúng là công nghệ cứ... Mình không nhớ là đọc quyển sách ở đâu đó, họ có nói là có một người nói rằng thời đại thông tin 4.0 bây giờ là cứ 6 tháng là lượng thông tin nó tăng gấp đôi. Nếu mà chúng ta không cập nhật là chúng ta sẽ bị tuột về sau rất là xa. Mà con thấy 6 tháng mà tăng gấp đôi thông tin thì thực sự là kinh khủng vô cùng luôn đấy. Đây, cái mẫu KB này thì nó có cái C1, C2 rất là cụ thể ngay ở đây luôn. Và cái con này thì cái nó dùng con chip khác nữa nha bà con. Nó không phải xài chip của Aho. Mỗi đợt mỗi khác hết, không có anh nào giống anh nào cả. Rồi, sau khi mà mở nắp ra xong á, thì bà con chúng ta chuẩn bị cho mình một cái nhíp như thế này. Bà con lấy cái nhíp này chúng ta sẽ tọt vào cái chân C1, C2 nha. Rồi, cho nó thông mạch như thế này thì sau đó chúng ta sẽ cấp nguồn điện vào cho nó. Chúng ta chờ nó nghe một cái tiếng tít là ok. Bây giờ mình sẽ chọn tiếng Việt, hệ ban save. Sau khi mình chọn cái ngôn ngữ xong thì bà con thấy nó đã khởi động lại vào cái giao diện mặc định đầu tiên. Là bây giờ mình sẽ bắt đầu thiết lập cài đặt lại từ đầu cho nó. Thì sẵn ở đây ai chưa biết thì coi tiếp bước này nha. Mình sẽ đẩy nó lên trên để chúng ta dễ xem hơn, cho nó gần lại. Cái màn hình này của mình chỉ để đi làm chống chế thôi, chứ hiển thị thì cùi lắm. Sau khi mà nó khởi động xong thì nó để cái giao diện hồi nãy mình quên bấm nút lưu. Thì thôi mình ở lại thôi, là chỗ đầu đó bà con chỉ đặt hai cái mật khẩu bấm tiếp à. Rồi sau đó nó hỏi mình có khôi phục bằng địa chỉ email hay là cái câu hỏi bí mật á. Chúng ta tắt luôn hai cái tính năng đó và sau đó chúng ta bấm tiếp nữa thì nó qua cái giao diện này nha. Nãy mình quên bấm quay video thế mới đâu chứ. Rồi chúng ta chỉ chỉnh ngày tháng giờ lại cho nó đúng thôi. 19 tháng 3 này 2022 nha. Video này mình quay vào ngày 19 tháng 3. Và định dạng thì mình thường sử dụng vào định dạng là ngày tháng 5. Rồi sau khi bấm xong hết thì chúng ta bấm tiếp. Nó là mặc định của nó lại bị tỉnh đi. Rồi bấm tiếp thôi. Do mình chưa có cắm dây mạng nhiều hết nên nó hiểu đây là ngoại tuyến. Rồi chúng ta cứ bấm tiếp thôi. Chút nữa chúng ta sẽ cấp mạng sau. Cái đầu ghi loại KB này rất là dễ cài, bấm tiếp nữa. Rồi tiếp luôn. Hoàn thành. Rồi họ đã cảm ơn đăng nhập được rồi. Ok, vậy là xong rồi đó. Cảm ơn bà con đã xem video. Bà con có thắc mắc gì thì cứ comment trong video. Hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.